Xin chào quý vị và mọi người. Thì hiện tại thì tôi đang có mặt tại nơi dưới biển này, và ngày hôm nay thì tôi đi đến đây để mà vớt cái vòng hồi trước thì tôi đã có hứa và để mà vớt cái vòng này đó, và cầu tài cầu lộc tại nơi dưới dưới biển này, cái vong linh chết oan đó. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip để mà giữa cái vòng trai trai trẻ và chết dưới biển này để mà lên bờ. Những cái vong chết dưới biển thì chưa được lên bờ thì rất là lạnh lẽo, và hôm nay tôi sẽ vớt cái vong này đó, dùng một cái thép để mà vớt cái vong lên. Đây phía trước là biển, ở vị thấy biển này. Hiện tại thì tôi đang đứng trên bờ này. Thì cái vong này tôi cũng đã hứa lâu lâu rồi. Thì ngày hôm nay, mấy hôm trước thì tôi cầu lộc đó cho tất cả quý vị và mọi người, và cũng có hứa để mà vớt cái vong này thì tôi cũng chưa thực hiện, và ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện đấy, là có cái phép này để mà vớt cái vong tại nơi chết dưới biển này, chết oan dưới biển này, để lên bờ và có thể là đi siêu thoát. Rồi, đây là một lá bùa để mà vớt cái bông chết dưới biển để mà lên bờ ngày hôm nay. Đó. Ở dưới biển thì rất là nhiều các vong linh chết chết oan dưới đây, và ngày hôm nay một lá phép này để mà vớt một cái vong chết oan ở dưới dưới này thôi. Đó, một cái phép này là vớt một cái vong. Thì tôi chỉ dùng cái lá phép này. Thì bây giờ là buổi buổi trưa 12 giờ thì tôi đi đến tại nơi dòng biển này. Những cái vong vong linh mà chết ở dưới biển này phải cần để mà vớt lên và mới được đi siêu thoát, được đi đầu thai, để được đi siêu thoát được, và còn dưới biển không bao giờ đi siêu thoát được. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một lá phép này để mà làm phép và vớt cái vong linh này lên để mà được đi đầu thai. Đó. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ thực hiện một lá phép này. Đúng rồi.
Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Ngày hôm nay tôi là thần tự kính và đi đến đây tại nơi dòng biển này. Và ngày hôm trước thì một cách một tháng trước thì tôi đi đến đây cũng như nói cho vị vong linh này chết dưới biển này. Ngày hôm nay thì tôi có dùng một lá phép để rước cái vong linh chết oan này để lên bờ và được đi đầu thai. Nhờ chư vị các vị thần nguồn thủy sông Hài Lam Đồng Điện, Ấn Lai Thủy Mộc, Hà Bế Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Kiều Đại Dương, Hà Sa Thủy Phú, các điện thủy cung trên nguồn dưới biển Chánh Cung Hà Bế, cùng thỉnh Đại Liêm làm sóng làm gió, mưa tơ bão lớn, các thần của thủy Long Hải Long Dương, Thủy Cung Thủy Dương, Đại Đế Tôn Thần, các vị cửa biển Trị Nhậm Đông Tây Nam Bắc, Hà Châu Hà Quận, năm bà chính cửa, bà ao bà giếng, bà thủy bà quả, bà kim bà hộ, bà mộc, và vua ở dưới biển. Ngày hôm nay thì tôi đến đây cũng như làm phép để cho một cái vong linh chết oan ở dưới biển này và được lên bờ đó. Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Cấp cấp như lục định. Các vong linh một vong linh ở dưới biển này tại nơi này, và ngày hôm nay thì tôi dùng lá phép này vong linh một vong linh để lên bờ và được đi đầu thai. Và xác định của tôi để mà lá phép này và tôi đốt sẽ một phong linh sẽ được lên bờ. Cấp cấp như luật lệnh, một phục linh chết oan dưới biển lên bờ.
Thì ngày hôm nay tôi đã thực hiện một lá phép này để mà vớt cái vong linh chết oan ở dưới biển này và đã được lên bờ. Và ngày nay xin chào tất cả quý vị và mọi người đang xem này. Vong linh này hồi trước rất là linh thiêng, đó cho lọc về liên tục tại nơi dưới biển này. Và xin chào quý vị và mọi người đang xem video này.